Hé lộ mệnh chuẩn chưa ai tiết lộ cho tuổi Canh Tý 1960, sau 64 tuổi đón lộc chánh hỏa, về già giàu sang viên mãn. Thưa quý cô bác tuổi Canh Tý thân mến, cô bác đã sẵn sàng thư giãn trên máy bay, kể cả không biết ai là người lái. Cô bác đã sẵn sàng thư giãn trên tàu thuyền, ô tô vì tin sẽ được đến đích. Mà cô bác cần chi phải vậy, tại sao lại không thể thư giãn với cuộc sống khi cô bác là người lều lái, là người quyết định đường đời và làm chủ cuộc đời? Hãy cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Cô bác Canh Tý à, cô bác đừng gắng gượng gồng mình lên nữa. Cô bác cần phải thật sự giữ sức, vì thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của Canh Tý. Nếu không đề phòng và chú ý về các vận trình của mình thì bản mệnh đại hạn, chiến miên, tài lộc đi hết, hơn nữa còn có thể gặp nạn. Diệt thân lìa xa có trần, tuy nhiên sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì có thể chuyển hóa thành phước, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, triệu người ngưỡng mộ. Nói đến đây sẽ có nhiều anh chị Canh Tý còn bán tín bán nghi, vậy anh chị hãy dành chút thời gian để cùng chiêm nghiệm. Một đặc điểm nổi bật trong tính cách của người tuổi Canh Tý chính là luôn tiên phong dẫn đầu. Họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý. Họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng. Họ tháo vát xuất sắc và là những người có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo, người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Họ rất giỏi đưa ra lời khuyên và những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Dù bất kỳ trong công việc nào, anh em nhà Canh Tý luôn mang lại một luồng gió mới và sự sáng suốt, thấu đáo trong công việc của chính họ. Người tuổi Canh Tý có một sức hấp dẫn lạ lùng, được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Nhìn bề ngoài tuổi Canh Tý có thể là người trầm lắng, ít lời và nghiêm túc, nhưng trên thực tế họ lại rất dễ bị kích động. Song họ lại rất giỏi kiềm chế bản thân. Họ có một trái tim sôi nổi, lạc quan, vui vẻ, dễ mến, dễ gần. Họ thích kết giao bạn bè, vì thế cũng có nhiều bạn bè xung quanh. Cũng có một phần nhỏ những người tuổi Canh Tý thích ca cẩm và cằn nhằn. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của việc này là do sự lười nhác và lãng phí của người khác mang lại. Họ thường là người giỏi che giấu, kiềm chế cảm xúc, nhưng khi họ đã nổi nóng hay vô lễ, đó là khi đã vô cùng buồn bực và tức giận. Những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo phát, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo, đứng đầu. Họ luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng trọng vụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, những đức tính ấy sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy họ kiếm được nhiều tiền, cuộc sống giàu sang, nhưng họ không bao giờ chi tiêu hoang phí. Nhiều khi trong mắt những người xung quanh, họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi chuột vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Họ đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu họ sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Nam mạng, cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi. Lúc này bạn sẽ dần gặt hái được thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Về gia đạo thì mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau nên cuộc sống thường hòa thuận vui vẻ. Càng về già, cuộc sống của bạn càng an nhàn thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên sức khỏe của bạn không được tốt, vì vậy cần chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Nữ mạng, cuộc đời của nữ mạng Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả khổ cực. Càng về trung vận, hậu vận cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời vun vén giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe của bạn cũng khá tốt,
ít ốm đau bệnh tật. Nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Về công danh sự nghiệp, cũng bởi chuột được xếp ở mốc khởi đầu cho chu kỳ 12 con giáp, thế nên người tuổi Canh Tý cũng gắn liền với đặc điểm của sự mạnh dạn, năng nổ và tháo vát. Họ gắn liền với những đặc điểm của sự mạnh dạn, năng nổ, gắn liền mật thiết với sự thành công hữu hình, sự giàu sang và những giá trị xa xỉ khác trong cuộc sống. Đó là sự năng nổ, sức quyến rũ, sự chăm chỉ, tính kỷ luật và bản tính sôi nổi, cuồng nhiệt hơn hẳn những tuổi khác. Người tuổi Canh Tý có rất nhiều cơ hội để trở nên giàu có và thành công trong cuộc sống. Họ nhanh nhẹn, mạnh mẽ và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Đó là điều giúp họ trở thành những người có khả năng giải quyết vấn đề một cách xuất sắc. Người tuổi Canh Tý rất khéo cư xử, bởi vậy có khả năng thành công cao trong một cuộc ganh đua. Trong sự nghiệp, người tuổi Canh Tý thực sự là những người rất thành công và thành đạt. Họ là những người luôn tự chủ và thận trọng. Họ luôn chu đáo khi cư xử với những người xung quanh. Tuổi Canh Tý một mặt họ có thể giỏi trong nghệ thuật văn chương, thế nhưng mặt khác họ cũng có khả năng trở thành những thám tử, nhân viên kế toán hay kỹ sư và nhà nghiên cứu bệnh học xuất sắc. Ngoài ra, họ cũng có thể tham gia vào hai lĩnh vực là luật gia và chính trị. Người tuổi Canh Tý cả đời có khi không phải lo lắng đến tiền bạc, nhưng họ cũng phải hiểu rằng đó là do họ ăn xè để dành mà có. Họ nên cố gắng học một ít kiến thức quản lý tiền bạc, học cách làm sao tận dụng khoản tiền hiện có một cách linh hoạt. Chịu khó học hỏi, nghiền ngẫm, họ nhất định sẽ đầy đủ, thoải mái. Với sự nghiệp, lý tưởng nhất là quản lý doanh nghiệp, trong làm ăn buôn bán có thể phát đạt. Về tương lai, tiền đồ thường sáng lạn, có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp và biết dành cơ hội khi thời cơ đến. Người tuổi Canh Tý có tinh lực dồi dào. Họ là những người có sở trường về vạch kế hoạch, mặt khác họ rất lanh lợi, linh hoạt nên làm ngoại giao tình báo rất tốt. Song tuổi Canh Tý cần tránh một số nhược điểm dưới đây. Tránh chủ quan, bảo thủ, phải có tầm nhìn xa trông rộng, không quyết đoán theo trực giác để đi đến kết luận, không nên tin trực giác. Trước mọi sự việc phải công tâm, thẳng thắn, không xuất phát từ quyền lợi bản thân mà phải công minh chính trực, tránh nóng nảy, đa nghi sẽ làm hỏng việc lớn trong công việc khi gặp khó khăn. Phải bình tĩnh giải quyết, không được chùn bước, nên giải hòa trong tranh chấp. Khi mất của phải kiên trì, có thời gian mới tìm được. Nhìn chung tuổi Canh Tý là người có năng lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn nên tiền đồ sáng sủa. Sau 64 tuổi, chuyện làm ăn sự nghiệp của người tuổi Canh Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức tăng lương. Thêm nữa, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cân nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý lãnh đạo. Ví dụ như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra, từ 64 tuổi trở đi, con đường thăng tiến của những người tuổi Canh Tý, đặc biệt là nam mệnh, cuối năm 2023 tạo động lực cho con giáp này nỗ lực không ngừng. Nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo đó, những chú chuột tha hồ tỏa sáng thể hiện tài năng cũng như khả năng, cá tính, cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, hết sức lưu ý, hành sự cần khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá kẻo rước họa tiểu nhân, thị phi bùa vây. Chính điều này là rào cản khiến con đường thăng tiến gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Nam mạng, với tính cách chăm chỉ, khả năng ghi nhớ tốt nên càng đến trung vận bạn càng nhận được nhiều thành công. Nếu đam mê kinh doanh buôn bán thì độ tuổi từ 64 trở đi sẽ gặp thuận lợi, thu về nhiều tiền tài, cuộc sống dư giả. Tuổi Hợp, tuổi Kỵ làm ăn. Tuổi Hợp làm ăn Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi. Tuổi Kỵ không nên kết hợp Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão và Bính Thân. Nữ mạng, sự nghiệp vững chắc, cuộc sống ấm no, tiền tài ào ào tới cửa. Các tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi là ba tuổi sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong chuyện làm ăn công việc. Nữ mạng không nên hợp tác với các tuổi Quý Mão, Ất Mão, Nhâm Dần, Giáp Dần, Mậu Thân, Bính Thân để tránh công việc trắc trở khó thành công. Tài lộc, bản thân mệnh cách tuổi Canh Tý đã có số vượng tài, đặc biệt sau 64 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm ăn, công việc không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạch tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt.
Có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Canh Tý nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí kiểu tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Canh Tý sẽ đối mặt với nhiều khó khăn áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Tình cảm, đa phần những người tuổi Canh Tý có tình cảm nội tâm rất dồi dào. Phần nhiều họ rất nhân từ, khoan dung, độ lượng với người mình yêu mến. Họ luôn biết nhường nhịn và không phải người so đo từng ly từng tí khi xảy ra tranh cãi. Bằng lòng nhân từ vốn có của người tuổi Canh Tý luôn khiến người đối diện hết sức yêu quý mình, bởi vậy ngay từ đầu đã có thể giành được thiện cảm của người khác. Tuy nhiên, đường tình duyên của người tuổi Canh Tý lại không thực sự thuận buồm xuôi gió. Khi yêu, người tuổi Canh Tý thường rất chăm chú, chu đáo, nhưng lại luôn đòi hỏi người ta phải báo đáp lại mình. Đôi khi sự quá nhiệt thành trong tình yêu lại khiến người tuổi Canh Tý tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Một điều có thể khẳng định là cuộc sống gia đình của người tuổi Canh Tý khá hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn xảy ra những cãi vã từ những chuyện không đâu. Nữ giới tuổi Canh Tý thường theo đuổi những mối tình viển vông, mà luôn hy vọng được làm một người tình tuyệt vời trong lòng một ai đó, kể cả là bề ngoài hay nội tâm. Bạn là người khá yêu tự do, thích được bình đẳng, ấp ủ lòng kính phục người yêu. Người có thể khiến bạn lao tâm khổ tứ đều tài giỏi xuất sắc. Đáng tiếc, hễ bạn cảm thấy năng lực của người yêu không ưu tú như bạn vẫn tưởng tượng, liền mất đi lòng tin. Nữ giới tuổi Canh Tý sẽ trở thành một bà chủ gia đình cực tốt, vừa chăm lo gia đình lại vừa chăm lo cho sự nghiệp. Nam giới tuổi Canh Tý đối xử với người khác thân thiết, hòa nhã, tính tình rộng rãi và hiểu nhiều biết rộng. Khi bạn đang yêu, thường tỏ ra nho nhã ôn hòa, quan tâm hết mực đến người ta. Tuy bạn thành khẩn, lễ độ chất phác, không màu mè, nhưng khi bị phái nữ trêu chọc, bạn sẽ không ghìm được mà lộ sạch mọi tính tình thiên bẩm ra. Lúc ấy cô gái bên cạnh bạn sẽ hoài nghi nhân cách của bạn. Theo tử vi tuổi Canh Tý, đa phần họ đều thành công bất luận làm công việc gì, bởi họ là những người luôn bình tĩnh, tỉnh táo và nhạy bén. Họ có trực giác sắc sảo và tầm nhìn xa. Đường tình yêu của họ không thuận lợi, thế nhưng cuộc sống gia đình phần nhiều hạnh phúc. Sau tuổi 64, có nhiều thuận lợi, may mắn trong đời sống tình cảm. Bạn sẽ có một năm vợ chồng ấm êm, tình cảm mặn nồng, quan hệ vợ chồng được củng cố do đối tác hết lòng hỗ trợ bạn. Do đó đem đến cho bạn sự ổn định và đam mê. Tuổi Canh Tý tương hợp nhất với tuổi Thân và tuổi Thìn. Những người trong nhóm tam hợp này sẽ một mối quan hệ rất tốt, kể cả trong quan hệ hôn nhân hay làm ăn. Cùng nhau, họ sẽ tận hưởng thành công, hạnh phúc, thịnh vượng. Nam mạng, tình duyên vào mỗi tháng sinh sẽ có chuyện tình cảm khác nhau như sau. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 10, chuyện tình cảm thuận lợi không gặp nhiều khó khăn. Tháng 4, tháng 8, tháng 9, tháng 12, chuyện tình cảm của những bạn này sẽ gặp được nhiều thuận lợi, hạnh phúc. Người sinh tháng này có số nhiều vợ. Tháng 6, tháng 7, tháng 11, những bạn sinh tháng này lại vô cùng may mắn trong tình yêu. Cuộc sống của cả hai bạn sẽ hạnh phúc vì hai người biết yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Nữ mạng, tình duyên của nữ mạng Canh Tý 1960 được chia thành 3 trường hợp theo tháng sinh như sau. Tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 11, chuyện tình duyên sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và hạnh phúc đến trọn đời. Tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12, tình cảm không có nhiều thuận lợi nên dễ phải thay đổi hai lần đò. Tháng 4, tháng 9 và những tháng chuyện tình cảm không dễ tốt đẹp, dễ gặp trục trặc tan vỡ, có thể sẽ phải 3 lần đò mới tìm được hạnh phúc của đời mình. Sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sau 64 tuổi không có quá nhiều biến động. Nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành. Có điều nhiều thời điểm trong năm sức khỏe suy giảm, tuổi Canh Tý dễ đổ bệnh. Dù không phải bệnh nguy hiểm nhưng cũng gây không ít rắc rối trong cuộc sống và vấn đề tài chính. Thời điểm đầu năm, các vấn đề sức khỏe đối với người tuổi Canh Tý thường xảy ra do không để ý đến các tín hiệu từ chính cơ thể mình gửi đến. Cần có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học hơn để bảo vệ bản thân được tốt nhất. Các cơ quan nhạy cảm nhất đối với người tuổi Canh Tý là dạ dày, huyết áp hoặc vấn đề về thần kinh. Vì thế, các bài tập giúp giải tỏa
hệ thần kinh sẽ rất tốt, có lợi cho bạn. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Canh Tý sau 64 tuổi. Đời người ai cũng đang nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa của kiếp nhân sinh. 10 câu nói dưới đây sẽ cho bạn rất nhiều gợi ý về ý nghĩa của cuộc đời mình. 1. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, mỗi bước đi đều sẽ có cao hứng, có tuyệt vọng, có thành công, có thất bại, có sinh, có tử. Bạn thành công chính bởi chí đặt ở thành công, dù con đường đến với nó chẳng dễ dàng, nhưng mấu chốt là bạn có thể kiên trì với nó cho tới cuối cùng hay không. 2. Cuộc sống có quá nhiều điều là không được như ý. Có câu nói rằng, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Ở đời có biết bao chuyện mà bản thân chẳng thể làm chủ được. Thế nhưng chỉ có đi qua gập ghềnh mới hiểu được bình phẳng. Chỉ trải qua mưa gió mới gặp được cầu vồng. Nhất định phải học được cách tìm sự ấm áp trong sương lạnh, tìm tòi ánh sáng giữa đêm đen. Suy ngẫm cuộc sống bình thản như dòng nước, cảm nhận phong cảnh bốn mùa đến rồi đi, sẽ tìm được ý nghĩa nhân sinh chân chính của cuộc đời mình. 3. Đời người sẽ gặp phải nhiều khó khăn ngăn trở, nhưng mong rằng bạn đừng ngại vấp ngã. Ngã bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần gượng dậy, chỉ có như vậy mới khai sáng được một mảnh trời của riêng mình. 4. Bạn sợ vờ nỗ lực chỉ có thể tự lừa gạt được người khác, nhưng không thể lừa gạt được chính mình. Chớ dùng chiến thuật chăm chỉ để che giấu sự lười biếng đang ẩn trong bên con người bạn. Chân thật với bản thân mình mới là quan trọng nhất. 5. Nhân sinh vẫn mãi kiếm tìm, nhưng có rất nhiều thứ không phải ở núi cao biển sâu mà ở ngay đó gần trong gang tấc. Một niệm khởi lên, chân trời đã ở ngay bên cạnh. Một niệm tắt đi, gần ngay trước mặt lại ngỡ biển trời mênh mông. 6. Cái gọi là tự tìm phiền não chính là do hấp thu năng lượng tiêu cực quá nhiều, hãy học theo hoa hướng dương, luôn hướng về mặt trời. 7. Sóng biển nếu thành bão tố thì ắt đẩy thuyền ra khơi, còn nếu nhẹ nhàng như nước chảy bèo trôi chỉ làm thuyền đưa nhẹ, đường núi không bằng phẳng, khiến cho mỗi bước chân đi thêm vững chắc, gian khổ sẽ tạo nên những con người xuất chúng, có khả năng đối diện với mọi sóng gió ở đời. 8. Trên đời này, nào có ai không muốn được sống vô ưu vô lo, chỉ là đôi khi chúng ta phải vì người khác mà gánh lấy trách nhiệm. Khi còn trẻ thì nỗ lực không để người bạn yêu thương phải chịu khổ, lúc về già thì lại không để người yêu thương bạn phải phiền muộn. 9. Vòng nguyệt quế tung bay không phải là dùng tài năng để kết thành, mà là được dệt thành từ bao khó khăn trắc trở. Viên trân châu phát sáng lấp lánh không phải bởi người khác chăm chỉ lau chùi, mà là do bản thân nó đã trải qua bao mài giũa. Nếu như hận thù khiến người ta phải nếm quả đắng, thì phấn đấu sẽ khiến người ta nếm được sự vui sướng của kiếp nhân sinh. 10. Đối với mọi sự tình, nếu chính mình cảm thấy không thẹn với lương tâm là tốt rồi, đã không là của mình thì đừng cưỡng cầu, cái gì đã rời xa rồi thì đều là phong cảnh, cái gì còn lưu lại mới thật sự là nhân sinh.